Chiều qua, ngày 13 tháng 12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Bùi Thị Mận đã cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên có cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tham dự cuộc gặp có hơn 400 đại biểu, đại diện nhân sĩ, trí thức, đại diện thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng cùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gặp lại những người bạn, những người đồng chí Trung Quốc và Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị hai nước. Xúc động gặp lại các nhân sĩ, trí thức, cán bộ Trung Quốc và thân nhân các đồng chí Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chia sẻ về một trong những phương hướng hợp tác cơ bản quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, Tổng Bí thư khẳng định những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn nhân sĩ thanh niên hai nước tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung để phát triển quan hệ Việt-Trung vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả, đúng như tinh thần câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Chủ tịch Mao Trạch Đông rất hoan nghênh, chia sẻ là mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau 6 năm, xúc động được gặp gỡ và giao lưu với các nhân sĩ hữu nghị và thanh niên hai nước. Nhấn mạnh mối tình hữu nghị Việt-Trung có nền tảng ở người dân mà thanh niên là tương lai, đồng thời khẳng định các cơ chế giao lưu, hợp tác nhân dân hai bên, trong đó có giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương, giáp biên sẽ góp phần tăng cường tình cảm, cùng chia sẻ tương lai trước một thế giới đầy biến động, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Mong muốn nhân sĩ và thế hệ trẻ là những người tiên phong trên chặng đường hữu nghị hai nước, tiên phong về sự tiến bộ của nhân loại, cùng đóng góp cho sự phát triển ổn định, lâu dài của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cởi mở bao trùm, hài hòa, phồn vinh và phát triển.